Xin chào các bạn, bữa nay thì thầy sẽ nói về cái tính điều khiển được của hệ thống. Thì khi mà mình có một cái hệ thống, ở đây chỉ xét hệ thống có phương trình toán học tuyến tính thôi nha. Còn nếu mà hệ thống mình mà phi tuyến á, thì mình phải chuyển về ma trận tuyến tính, ma vàng trận phương trình toán học tuyến tính tại điểm làm việc để mình xét tính ổn điều khiển được tại điểm làm việc đó. Thì khi một hệ thống tuyến tính mà mình muốn biết hệ thống đó nó có thể được điều khiển được hay không, có thể thiết kế được bộ điều khiển cho nó hay không, thì mình sẽ xét tính điều khiển được của nó. Nếu mà trong cái quá trình mà bạn xét tính điều khiển được mà kết luận là hệ thống không điều khiển được, thì lúc này bạn không có thiết kế được bộ điều khiển cho nó đâu. Có nghĩa là bạn muốn xây dựng điều khiển LVR, backstepping, trượt vân vân cho một cái hệ thống mà bạn chứng minh bằng toán học rằng nó đã không điều khiển được rồi, thì mình không thể nào thiết kế được bộ điều khiển cho nó, khỏi mất công. Chỉ khi nào mà mình xét tính điều khiển được này của hệ thống mà mình kết luận được rằng hệ thống điều khiển được, thì lúc đó mình mới bắt đầu tiến hành xây dựng bộ điều khiển cho nó. Thì giả sử mình có một hệ thống có phương trình toán học là như thế này. Hệ thống mình là hệ thống tuyến tính nha. Trong đó x là ma trận biến trạng thái, c là tín hiệu ngõ ra, U là ma trận tín hiệu điều khiển. Chẳng hạn như hệ của mình là hệ SIMO, Single Input Multi Output, thì lúc này U nó chỉ có một cái thành phần thôi, là U1. Còn nếu chẳng hạn như hệ của mình mà là hệ MIMO đi, thì cái ma trận U này sẽ gồm nhiều thành phần U1, U2, U3, U4, vân vân, không? Ma trận X là biến trạng thái thì nó sẽ có X1, X2, X3, X4, vân vân cho tới XN, là có N biến trạng thái. Và N đó cũng chính là bậc của hệ thống luôn. Thì hệ thống có phương trình toán học như thế này thì các bạn nên biết rằng đó là cái phương trình toán học này nó không phải cố định cho cả hệ thống, mà nó tùy thuộc cách thức mình đặt biến trạng thái X, cách thức mình chọn tín hiệu ngõ ra C, mà mình sẽ có cái phương trình toán học tương ứng. Tất nhiên dù phương trình toán học nó có khác do cách đặt biến trạng thái khác, cách chọn ngõ ra khác, thì bản chất hệ thống nó cũng không đổi, cái tính điều khiển được của nó cũng không thay đổi nha. Thì mình muốn kiểm tra coi hệ thống này có thể thiết kế được bộ điều khiển cho nó hay không. Mình không có vô cắm đầu cắm cổ thiết kế bộ điều khiển cho nó liền, mà mình phải kiểm tra coi nó điều khiển được hay không cái đã. Điều khiển được thì mình mới bắt đầu tiến hành thiết kế bộ điều khiển tương ứng cho nó. Thì mình sẽ thành lập cái ma trận điều khiển là MC bằng ma trận B, ma trận A nhân ma trận B, vân vân cho tới A mũ N nhân B. Thì mình có ma trận C này, ma trận MC này, mình kiểm tra coi cái hạng của cái ma trận MC này bằng bao nhiêu. Nếu mà hạng của ma trận MC này á, mà bằng với N, thì lúc này á, là hệ thống mình điều khiển được. Còn nếu mà hạng của ma trận MC này mà nhỏ hơn N thì hệ thống mình sẽ không điều khiển được, không cần phải thiết kế bộ điều khiển cho nó, tại không thể điều khiển thiết kế bộ điều khiển cho nó được. N là gì? N là số lượng cái thành phần x, x1, x2, x3, x4 cho tới xn trong cái ma trận biến trạng thái nè, nó chính là bậc của cái hệ thống, bậc của cái phương trình toán học luôn. Nha. Không bao giờ có chuyện cái hạng của MC này mà lớn hơn N nha, vô lý, không thể có chuyện đó được. Thành ra nó chỉ có thể bằng hoặc là nhỏ hơn n thôi. N là bậc của hệ thống, cũng chính là cái số lượng x1, x2, x3, x4 cho tới xn, số lượng thành phần trong cái ma trận x này. Hệ thống mình ví dụ như nó có 4 biến trạng thái đi thì n sẽ là bằng 4. Thì các bạn thấy rằng á, hệ thống mình điều khiển được hay không thì chỉ có A với B nó ảnh hưởng thôi, còn C, D nó không ảnh hưởng, không? Tất nhiên là cho dù hệ thống của mình á, bạn đặt biến trạng thái khác đi, thì lúc này ma trận A, ma trận B nó có khác đi đi chăng nữa, thì lúc này cái ma trận điều khiển được của nó đó, cái hạng của nó vẫn không thay đổi. Ma trận điều khiển được này có thể khác đi, nhưng mà cái hạng của ma trận điều khiển được nó sẽ không đổi, tại vì bản chất hệ thống là không thay đổi mà. À, các bạn lưu ý một chút, khi nãy thầy nói sai chỗ này là n trừ 1 nha mấy bạn, chứ không phải n nha. N trừ 1, A mũ n trừ 1 nhân B. Thì bây giờ dù hệ thống mình có phức tạp đi chăng nữa, nhưng mà có một điều á, mình hoàn toàn có thể dùng các cái lệnh của MATLAB để mà tính cái MC này một cách dễ dàng. Và mình sẽ tính range của MC mà bằng các lệnh MATLAB cũng rất là dễ dàng. MATLAB nó sẽ hỗ trợ với cái đó. Thì để mà minh họa cho cái cách thức mà tính một cái ví dụ về xét tính điều khiển được của hệ thống, thì thầy sẽ lấy một cái bài báo của thầy hồi xưa, đó là bài điều khiển tối ưu hệ con lắc ngược bốn bậc.
thì các bạn có thể lên tạp chí giáo dục khoa học kỹ thuật để mà download bài này về, hoặc là các bạn có thể coi trực tiếp trên cái clip này của thầy. Thầy kéo chậm chậm để các bạn coi hết nội dung của nguyên clip này ha, nguyên cái bài báo này. Thì hãy con lắc ngược bốn bậc của thầy ở đây á, cũng có thể quy về là hội hệ Bandubot 5 link. Bandubot nó có 5 cái link ha, và có một tín hiệu điều khiển ở ngay cái link cuối cùng á. Trong cái bài báo này thì thầy xem như cái link đầu tiên đó là cái cánh tay, còn cái con lắc là bắt đầu tính từ link thứ hai trở đi, cho nên gọi là con lắc được 4 đợt bậc, nhưng mà ở đây vẫn có thể coi là con Bandubot 5 link ha. Còn Bandubot là gì thì các bạn có thể lên các clip YouTube hoặc là các cái tài liệu tương ứng để tìm kiểm tra Bandubot. Đây thì bây giờ đó, đây là một hệ phi tuyến, đây là một hệ phi tuyến nè, cái động cơ sẽ được gắn ở đây, và đây sẽ là cái moment tạo ra để điều khiển mấy cái link này sao cho nó thẳng đứng ở vị trí top, là vị trí làm việc, có là điểm làm việc nè. Đây là hệ phi tuyến, cho nên bây giờ mình xét tính ổn định của hệ thống coi có điều khiển được, xin lỗi, mình xét coi hệ thống có điều khiển được hay không, thì mình xét tại điểm làm việc của nó. Lúc đó là tất cả các link đều thẳng đứng hướng lên hết nè, cái theta 1, theta 2 vân vân cho tới theta n đều bằng không hết, và u lúc đó cũng bằng không thì không cần điều khiển nữa. Thì mình xét tại điểm làm việc này coi hệ thống có điều khiển được hay không nè. Biến trạng thái thì mình đặt như thế này, nó gồm có 10 biến trạng thái, là gồm có cái vị trí link, góc quay, vận tốc góc quay của cái link đó. Thì như vậy thì mình sẽ có 5 link, thì mình sẽ có cái 10 biến trạng thái, là góc quay link 1, vận tốc góc quay của link 1, góc quay link 2, vận tốc góc quay link 2, vân vân, 10 biến trạng thái. Thì mình sẽ tiến hành tuyến tính hóa hệ thống tại điểm làm việc, để mà mình có cái phương trình toán học dạng tuyến tính của hệ thống tại điểm làm việc. Như vậy thì mình sẽ có ma trận A, ma trận B. Lúc này ma trận A, ma trận B nó chỉ toàn là các cái thông số hệ thống thôi, chưa có phải là các con số thực sự, cho nên MATLAB nó tính toán rất là khó khăn. Do đó mình sẽ chọn cái thông số hệ thống như thế này, chọn thông số hệ thống như thế này ha, có nghĩa là khối lượng mỗi link là như thế này, chiều dài mỗi link là như thế này. Thì mình sẽ có được cái thông số hệ thống để mà có được cái ma trận A, ma trận B chính xác, đó là ma trận số luôn. À, cái chỗ này thầy để nó sai nghe mấy bạn, lần bài báo vẫn còn sai, như là a mũ n trừ 1 mới đúng chứ phải a mũ n, đây mình nhầm ha. Thì lúc này thông qua cách tính toán MATLAB thì mình sẽ có được ma trận A, ma trận B, từ đó mình tính ra được ma trận điều khiển. Thì bây giờ mình sẽ nhập ma trận A, ma trận B vô ha. Ma trận A gồm các thành phần, tại vì ma trận này nó quá lớn đi, nó bật 10 lần, hệ thống mình tới 10 biến trạng thái mà bật 10 lần ra, là mình phải chia thành nhiều thành phần nhỏ mình nhập vô. Không, 1, 0, 0, 0, xuống hàng 245.25, 0, trừ 196.2, 0, 0, xuống hàng, vân vân, nhập vô ha. Nè, A1 nè. Nè, mình có A12 nè. Mình nhập A22 vô ha. Dài quá nó nói xuống hàng luôn nè. Rồi mình nhập A21 vô nữa. Rồi, tiếp theo nữa là A11, A12 xuống hàng, A21, A22. Đó, 10 hàng 10 cột, do mình có 10 biến trạng thái, bậc của hai phương trình là bậc 10. Tương tự tiếp tục là B. B1 bằng 0 625 0 trừ 625 0 chuyển vị, tại vì ma B1 là một ma trận cột, ma trận thành phần bên trong ma trận lớn B á, là ma trận B1 là một ma trận cột. Tiếp theo là ma trận B2. B2 sẽ bằng 0 0 0 0 0 chuyển vị. Rồi ma trận B sẽ bằng ma trận B1 xuống hàng ma trận B2. Rồi tiếp theo nữa là tính ma trận C, ma trận điều khiển được á, mình đặt ở đây là MC, có thể đặt cái tên khác cũng được, vấn đề gì, sẽ bằng BA
nhân b a mũ 2 nhân b a mũ 3 nhân b a mũ 4. Cái này là phải dùng MATLAB mà tính thôi chứ mình không thể nào mà tính tay được rồi ha. B a mũ 5 nhân b a mũ 6 nhân b a mũ 7 nhân b a mũ 8 nhân b a mũ 9 nhân b, n bằng 10 cho nên tới a mũ 9 là được rồi. Rồi. Mình tính ren của MC 10. Hệ thống mình là ren là bằng 10, vậy là hệ thống mình điều khiển được ha. Tại vì n bằng 10 mà. Do hệ thống mình điều khiển được cho nên thầy mới tiếp tục tính toán để điều khiển ma trận điều khiển bằng LQR cho cái hệ thống này, chứ nếu mà hệ thống không điều khiển được thì mình sẽ không thể tiến hành điều khiển được đâu. Tương tự thì các bạn có thể áp dụng cho các hệ như con lắc được quay, con anem bim vân vân để bạn kiểm tra cái hệ thống có làm việc được tại điểm làm việc hay có điều khiển được tại điểm làm việc hay không nha. À, các bạn ơi, thầy có một cái chỗ nhầm nha. Các bạn để ý cái MC này nè, nó lại lên tới bậc 11 lần vô lý ha. Nó là 11 lần này vô lý. Tại sao? Tại vì chỗ này nè, thầy nhập hai lần A45 sai nha, chỉ một lần A45 thôi. Thầy xin lỗi, để thầy nhập lại. Copy mình nhập lại. MC mình tính sai rồi. Chỉ một chỗ A45 thôi. Khi nãy mình tình cờ mình kết luận đúng thôi chứ cái đó của mình là sai rồi nha mấy bạn. Đây, kiểm tra lại MC này: B A B A mũ 2 B A mũ 3 B A mũ 4 B A mũ 5 B A mũ 6 B A mũ 7 A mũ 8 A mũ 9. Ừ rồi. MC là 10 hàng 10 cột. Nè. 10 hàng 10 cột, kiểm tra đúng rồi đó, bắt đầu mới là range của MC. À, bằng 10, như vậy là hệ thống mình điều khiển được. Do hệ thống mình điều khiển được cho nên thầy mới bắt đầu tiến hành xây dựng bộ điều khiển LQR. Chứ còn nếu hệ thống không điều khiển được thì mình không thể nào điều khiển được, xây dựng được bộ điều khiển LQR đâu. Bạn có nhập vào hệ thống nó cũng sẽ báo lỗi, không có ra được ma trận ca và không thể điều khiển được, không thể điều khiển bất cứ cái gì hết. Nha. Các bạn lưu ý, nhiều khi á là mình làm sai nhưng mà nó ra kết quả đúng, mà kết quả đúng nó cũng không có giá trị. Mình phải làm đúng thì mới chắc chắn ra kết quả đúng. Còn mình làm sai mà ra kết quả đúng thì kết quả đúng nó cũng không có giá trị. Mà sai mà ra sai thì đương nhiên rồi, nhưng mà sai ra đúng thì cũng không có giá trị, không?